Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn. Wow, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vòng xoay khủng long nha các bạn ơi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều màu sắc đây, sáu màu sắc rất đẹp, sáu cái ô tròn của chúng ta đây nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn những cái hình bóng này, các bạn đoán sơ bộ những con khủng long này sẽ xuất hiện là những con khủng long gì đây? được rồi, và ấy rất là đẹp các bạn ơi. Và đây mình có một ô bí mật nha. Đây ô bí mật của mình đây. Đấy, không biết là con gì. Ok, bắt đầu thế nào các bạn. Và ô đầu tiên dừng lại, không biết là ô nào đây. Ok, và rồi đó là một cái ô xanh lá cây. Wow, và ngọn lửa phép thuật của mình đã cháy lên đây rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau xem thử nha các bạn ơi. Coi coi là bên trong đây sẽ có con khủng long gì nha. Đây 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 đây, mình mở ra xem đây các bạn ơi. Và khủng long nào đây các bạn? Ta da, thì ra là cái con khủng long Coelophysis nè. Một con khủng long người nhỏ nhắn ha, đáng yêu, và con này nó rất là nhỏ luôn đó các bạn. Đây. Wow, rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Một con Coelophysis nhỏ xíu xíu và nó rất là nhanh nhẹn đấy. Ok, Coelophysis của chúng ta đây. Wow, 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 những con khủng long này nó nhỏ tí ti rồi các bạn, và nó đi theo bầy đàn rất là đông đó. Cái người của nó thì mảnh mai ha, nhìn kiểu có chút xíu. Rất là đáng yêu luôn, mình rất là thích những cái con Coelophysis này luôn đấy. Wow, 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 cái miệng của nó kìa. Những cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, rất hay. Ok, và rồi đây mình sẽ cho các bạn xem khủng long Coelophysis quá chơi. Đây rất là đông. Mấy con này hay chưa, nhanh lắm các bạn. Đây. Ok nha, ok nha. Và tiếp theo cái này. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở ra ngay đây thôi nào. Và đó đây chính là cái ô màu xanh đậm này đây các bạn. Đấy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem thử nha. Rồi, và mình thọt cái tay vô trong đây mình lấy ra nha. Và rồi đây xuất hiện rồi, đúng như cái hình bóng của nó chúng ta đang thấy ở đây. Đó là một cái con khủng long Elasmosaurus cổ dài, thiệt là dài đi nè các bạn ơi. Wow, và có bốn cái vây bơi rất to, con này nó bơi nhanh nhanh lắm đó các bạn. Rất là tuyệt vời luôn, có đúng không nào? Đấy, những cái con này nó hay bắt cá để nó ăn đó các bạn ơi. Đây rất là đẹp luôn, lúc lắc và đôi mắt màu đỏ của nó kia kìa. Ta-da! Rồi, xoay một vòng rồi. Và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị đi nào. Hỡi khủng long Elasmosaurus nha. Chuẩn bị bơi đây nè. Ta-da, ta-da. Ok chưa, bắt đầu nào, hãy đi bơi thôi nào. Wow, đây rồi, Wow,
khi cánh cửa nhốt cùng những con khủng long ở dưới nước mở ra đây nè các bạn ơi. Về đây. Wow, sâu dưới mặt nước đó chính là hai con Elasmosaurus đang bơi. Yeah. Ok. Rồi. Tiếp theo nha, chúng ta sẽ có đây đó chính là một cái ô màu xanh nhạt. Và cùng nhau xem nào, trong đây sẽ có con gì đây các bạn ạ? Ta-da, chuẩn bị nào. Rất hồi hộp các bạn ơi. Rồi, và bây giờ đây mình sẽ lấy con khủng long ra cho các bạn coi nha. Ok, và rồi đó chính là đây nè các bạn ạ. Một cái con khủng long trung kinh Osiris màu nâu cam. Đấy, màu nâu cam với những cái lưng gai rất là dài đi nha các bạn ơi. Wow, có hai cái gai bên hai cái chân trước của nó mọc ra dài quá trời dài luôn rồi các bạn. Đấy. Với cái gai dài thế này thì trời ơi, cái con nào dám tấn công nó đây nữa. Tại vì con này là con khủng long ăn cỏ rất hiền. Những cái gai này sẽ giúp bảo vệ nó tránh khỏi những cái con khủng long hung ác khác đó các bạn ạ. Ha ha. Quá là đẹp đúng không nào? Và có đôi mắt màu xanh lá cây. Yeah. Rất đẹp luôn. Wow, đây là cái gai nó là cứng lắm các bạn ạ. Đấy. Rồi, và có lẽ là chuẩn bị cho khủng long trung kinh ngô sau đó khởi động đây thôi. Ta-da! Và hãy xuất hiện đây. Ui, là một bầy trung kinh ngô sau đó rất đẹp kìa các bạn kìa. Rồi, ok, và chúng ta còn đây ba màu ô bí mật vẫn còn nha các bạn. Và liệu có mở được ô bí mật hay không đây nha. Ta-da. Rồi, vẫn chưa gọi ô bí mật các bạn ơi. Thôi được rồi. Vậy thì chúng ta hãy mở cái ô tiếp theo ra xem thế nào. Đấy. Và đó không phải ô nào khác mà chính là cái ô này đây, ô màu hồng của chúng ta. Ta-da. Rồi, mình sẽ mở con đường mà mở cái ô này ra và cùng nhau xem thử nha. Ê, coi nào, con này các bạn có đoán được con khủng long nào không đây? Wow. Và đây rồi, thì ra là nó các bạn ơi, một con khủng long Velociraptor rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là Velociraptor Blue. Wow, chính là Blue đây. Đấy, Blue rất đẹp luôn, rất thông minh nha các bạn. Wow, Blue của chúng ta có cái đường màu xanh hai bên mắt rất đẹp luôn. Đấy, đây là một con khủng long được nhân bản vô tính đó các bạn. Nó rất rất là thông minh luôn đó. Wow, và đây là cái miệng rất to của nó ha. Kìa các bạn ơi, con Velociraptor này nó đang há cái miệng rất to ra luôn kìa kìa. Đây. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Bạn nào coi bộ phim Vương Thế Giới Khủng Long đó sẽ biết con Velociraptor này. Ok, và đã đến lúc cho các bạn xem sức mạnh thực sự của Velociraptor đây nè các bạn ơi.
Rồi, hãy chạy đi chơi đi nào. Hỡi con Velociraptor đây nha. Và đây là cuộc chiến giữa Velociraptor và Biroraptor. Wow, wow, wow. Hai con đang lắm le nhau đây nè các bạn ơi. Và con Velociraptor đã chiến thắng một cách nhanh gọn và thuyết phục rồi. Yeah. Ok. Và tiếp theo nha. Vẫn chưa bay ô bí mật rồi, nó đã lướt qua ô bí mật rồi. Rồi, vậy thì chúng ta coi cái ô cam này trước vậy thôi, có gì đâu, he he. Và rồi, coi thử coi trong đây sẽ có con khủng long gì sẽ xuất hiện đây nha. Wow, và là nó đây rồi các bạn ơi, một con khủng long Gigantosaurus siêu to đang là chui ra đây nè. Ấy, màu nâu rất là đẹp có phải không nào? Wow, wow, wow. Khủng long Gigantosaurus của chúng ta là vua của các loài khủng long săn mồi đó các bạn ạ. Nó rất là hung dữ. Hãy xem cái miệng của nó kìa các bạn ơi. Có những cái răng trắng tinh tươm. Ha ha. Và cái miệng cử động rất là ghê. Ok. Và khủng long Gigantosaurus này có một thân hình rất to và rất là khỏe luôn đó các bạn. Đấy các bạn, những cái đồ bàn chân kia. Đây cơ bắp. Và có hai cái tay luôn. Ôi ghê quá các bạn ơi. Đúng là Gigantosaurus vua của khủng long săn mồi mà rất là đẹp luôn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ cho con Giga này chạy đi đây. Ta-da. Và rồi khi cánh cửa công viên khủng long của chúng ta được mở ra thì... và đó là hai con Giga siêu to luôn kìa. Wow. Đấy, ok, rồi, và cuối cùng, điều chúng ta chờ đợi nãy giờ, đó chính là cái ô này, ô bí mật của chúng ta sẽ được mở thôi các bạn à. Hãy cùng mình xem thử coi trong ô bí mật ngày hôm nay có điều gì bất ngờ đang chờ đón chúng ta nha các bạn ơi. Wow, rất là hồi hộp có đúng không nào. Đấy, một con Ankylosaurus. Nhỏ nhỏ, đấy, có cái màu nâu xám xám, rất là ông ánh đẹp thiệt là đẹp luôn nha các bạn. Ok, rất là tuyệt vời, chú khủng long Ankylosaurus. Wow, đây là một cái bộ giáp gai rất vững chắc của nó. Wow, và cái đuôi kia các bạn ơi, cái đuôi nó to như cái chùy vậy đó, rất là nặng luôn. Và cái con nào mà tấn công lấy cái đuôi nó quất lại luôn, nó rất là ghê. Đấy, các bạn thường hay coi những cái clip mà mình hay chiếu khủng long T-Rex tấn công Ankylosaurus, bị Ankylosaurus lấy cái đuôi quất lại. Rồi, ok, và tiếp theo đôi bàn chân này đó là ai đây? Một chú khủng long T-Rex màu xanh nước biển rất đẹp chứ ai nữa đây. Quá quá là tuyệt vời các bạn ơi, một con T-Rex rất là đẹp đây. Nhưng mà nó hơi nhỏ ha, đây là con T-Rex con thôi các bạn. Nhưng mà cũng rất là đẹp và cái miệng của nó rất là to luôn cái kia. Wow, và những cái sọc vàng trên người cũng rất tuyệt vời nữa. Đấy. Có bạn nào thích khủng long T-Rex này không ta? Mình thì mình rất là thích luôn. Rồi, rất tuyệt vời. Và bí mật ngày hôm nay chúng ta đã có hai con khủng long xuất hiện, quá là tuyệt vời luôn đúng không nào các bạn ơi?
Rồi, yeah. Và tiếp theo chúng ta sẽ có gì đây? Ý, và các bạn ơi, mình đang ở ngoài vũ trụ nơi một hành tinh xa lạ có cái màu vàng. Và hôm nay đây, những con khủng long nó sẽ xuất hiện tại nơi này. Wow. Và đó là lý do vì sao những con khủng long xuất hiện nơi này, là để chơi cùng với chúng ta. Và rồi đây, đầu tiên mình sẽ gặp một con khủng long Spinosaurus rất là đẹp, với cái vầy lưng to, thiệt là to ở trên lưng nha các bạn ơi. Thì cái miệng nó to chưa kìa, nó đang há miệng ra kìa các bạn. Wow, rất là ghê. Đây, một cái miệng to đây, nó đang cử động nè các bạn. Nhiều răng sắc nhọn lắm các bạn ơi. Những cái răng mọc chia chỉ nhau quá ghê luôn. Ở trên lưng của nó là một cái vây lưng thiệt là đẹp, với ba cái màu, và không, hai màu chứ, hai màu là màu xanh và màu hồng nha. Quá là tuyệt vời luôn kìa các bạn. Thấy cái miệng của nó này, há ra ngậm vô. Con này có thể xanh mồi ở dưới nước được luôn, rất là ghê đó nha các bạn ơi. Khủng long Spinosaurus của chúng ta rất đẹp phải đúng không nào? Ok. Nó đang là nhìn ngắm cái gì vậy? À, nó nhìn ngắm hành tinh lạ này các bạn. Hành tinh rất đẹp. Haha. Wow. Rồi, đây nó đang chào mọi người kìa. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị cho các bạn xem thử nha. Coi là khủng long Spinosaurus sẽ như thế nào đây. Và cắt camera ra kìa. Wow, một con Spinosaurus rất to. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có khủng long gì xuất hiện đi nha. Và mình đang thấy ở đây rồi, đó là một cái con khủng long Ankylosaurus, đầu đàn siêu to và cái bộ giáp gai của nó siêu dày. Đấy, ghê lắm các bạn ơi. Nó có bốn cái chân ngắn, khỏe, bò rất nhanh này dưới đất. Wow, và cái đầu nó cũng có gai sừng luôn kìa các bạn. Ok, và cái miệng thì rất là nhỏ xinh ha, vì đây là khủng long ăn cỏ thôi, nên cái miệng nó không có to lắm đâu. Miệng nó chỉ cần nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh là đã đủ để ăn cỏ rồi, haha. Wow, đây đang lắc lư, trôi nổi trong không gian vũ trụ. Rất tuyệt vời. Đấy, quá đẹp đúng không các bạn ơi. Những cái con Ankylosaurus rất hiền lành, đáng yêu luôn đó các bạn. Wow. Đôi mắt của nó là cái màu gì vậy ta? Cái gì hơi vàng vàng thì phải. Và có nó bốn cái gai trên đầu các bạn. Đấy, gai bốn hướng nha, quá là đẹp đó. Cái chân của nó là có những cái màu đỏ kỳ vậy ta. Oh no, nó bị vết thương đó các bạn ơi. Không, nó bị con gì tấn công nên nó mới có những cái vết thương đỏ ở ngay chân vậy đó các bạn ạ. Wow,
Rồi. Rồi, và đây, ui cha, mới nói xong con khủng long Ankylosaurus đang bị khủng long T-Rex tấn công rất ác liệt nè các bạn. Ô, mà nó không vừa lấy cái đuôi quất lại luôn. Ê, nè, dám tấn công ta. Rồi, ok, tiếp tục khủng long nào sẽ đến hành tinh lạ này đây. Ta đã xuất hiện rồi, và thì ra đó là một cái con khủng long Stegosaurus nha các bạn. Một chú khủng long Stegosaurus màu xanh lá cây với những cái vây ống ánh trên lưng rất là đẹp luôn. Wow. Đấy, bốn cái chân đang bước đi trên vũ trụ đây. Đây cũng là một con khủng long rất hiền lành đáng yêu đó. Ok, rất đẹp nè các bạn ơi. Wow, những cái quay lưng ống ánh quá là đẹp luôn. Và những cái quay lưng này nó mọc dài quá ha các bạn, nó mọc xuống tới dưới cuối đuôi còn có luôn kìa. Rất là ghê luôn các bạn ơi. Ok, và tiếp theo con khủng long xuất hiện ở ngoài vũ trụ này với chúng ta thì đó không ai khác là cái anh chàng khủng long đầu búa này. Ha, trời mới vô hút mình rồi, ghê quá. Wow. Này là con khủng long có cái đầu rất cứng mà nó có cái tên khoa học của nó, đó chính là Stegosaurus đó các bạn. Cái đầu nó có gai xung quanh tua tủa. Cái sừng nhỏ xíu ở trên trước và những cái sừng gai thì khác thì dài hơn mọc xung quanh cái phần đầu cứng của nó kìa các bạn. Con này rất là thích hút luôn, hút củi lùm tà la hết. Đấy, trời ơi, nó năng động chưa? Nó lại hút nữa nè, trời ơi, ghê quá. Thôi nha, đừng có hút nha. Đấy, hút chỗ khác đi. Rồi, ok, và đây nè các bạn ơi. Cánh cửa của chúng ta mở ra và đang mở ra. Đây chính là một bầy khủng long Stegosaurus đang bước ra đây rồi. Quá là tuyệt vời ha. Rồi tiếp theo, ở nơi vũ trụ xa xôi này là một con khủng long T-Rex nó đang tới đây. Đây là một con T-Rex màu nâu với cái bộ da sần sùi nhiều gai. Ôi, và đây là cái miệng rất là to của nó nè bạn ơi. Đấy, nó đang cầm cự gà. Quay cái miệng qua chúng ta thì ghê quá đi. Wow, lúc lắc cái người ha, ghê nha. Đây. Có cái màu nâu và con này có những cái đường gân ở trên người nó kìa các bạn, có vẻ như nó là con khủng long rất là già rồi. Nhìn có mình cứ gần nổi trên da như thế. Rất là đẹp luôn, đúng không nào các bạn. Khủng long T-Rex đến đây. Và rồi khi cánh cửa này được mở ra, ui, và có gì đây? Đó là đôi bàn chân trắng toát luôn. Thì ra là hai con T-Rex mặc ổ các bạn ơi. Wow, ghê quá. Rồi nha, tiếp theo nào, chúng mình sẽ có ai đây? Là thì ra khủng long Giganotosaurus. Tưởng ai xa lạ là con Giganotosaurus rất hung dữ này đây.
và nó là một con Giganotosaurus đang ở trong trạng thái đói ăn lâu ngày các bạn, nên nó rất là hung dữ. Ôi, nó còn còn ốm yếu vậy thôi, nó không yếu đâu các bạn, nó khỏe lắm, nó có những gai trên người rất ghê cái kia. Đấy, cái miệng nó đang há to, thiệt là to luôn. Wow, wow, wow. Đấy, nó đang ở trong một cái tư thế chạy nhảy tung tăng rất ghê đó nha. Khe khe. Rồi, nó đi mất tiêu rồi. Và bây giờ là mình đang thấy đó là khủng long Deinonychus. Một cái con Deinonychus rất là đẹp. Có cái màu đỏ và cái người màu xanh dương đậm. Và nó đứng ở ngay chỗ hành tinh này trông rất là nổi bật luôn. Ôi đẹp quá các bạn ơi, đẹp quá, đi thôi. Wow, và những cái răng rất là nhỏ luôn cái kìa. Đấy, con này là con khủng long ăn thịt hung dữ lắm đó các bạn ạ. Nên các bạn đừng có coi thường nó nha, nó rất là ghê đấy, đừng có chọc giận nó lao nó cắn người lấy vô. Đôi mắt màu vàng rất là đẹp luôn nè các bạn. Wow, wow, wow. Rồi và cuối cùng đây mình có một con khủng long màu đỏ đỏ và cái sừng rất dài, nó chính là tam giác long Triceratops. Đẹp quá ha các bạn ơi. Và con khủng long này cũng đã khép lại chương trình vòng xoay khủng long của chúng ta ngày hôm nay rồi. Phải chào tạm biệt các bạn tại đây thôi. Và các bạn ơi, nhớ nhấn like, subscribe và nút chuông để đừng bỏ lỡ những con khủng long mới và những vòng xoay đầy thú vị nha các bạn. Rồi, mình với con Triceratops này chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong một chương trình tiếp theo. Bye bye.